Trà thảo mộc giảm cân, hoa xăm đất. Hiện nay, tình trạng thừa cân, béo phì ngày một phổ biến và cân nặng không còn là vấn đề của riêng chị em, mà đã trở thành mối lo ngại của toàn xã hội nói chung. Nắm bắt được nhu cầu thực tế, đồng thời thấu hiểu được những băn khoăn, lo lắng của chị em trong việc sử dụng các phương thức giảm cân. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Zingy Hoàng, sau nhiều năm đầu tư nghiên cứu, đã cho ra thị trường dòng sản phẩm trà thảo mộc giảm cân hoa xăm đất. Đây là dòng sản phẩm giảm cân hiệu quả, có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, giúp chị em lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần phải ăn kiêng hay tốn thời gian tập luyện. Sản phẩm đang được nhiều chị em lựa chọn và tin dùng. Trước đây thân hình em cũng khá là mụn miệng cho nên em đã được bạn trai của em mua cho em một loại thuốc giảm cân nhưng mà em không hài lòng lắm. Khi mà mình sử dụng trà được một tuần á, thì mình giảm cân được 2kg. Mình thấy chỉ sử dụng sau một thời gian thì giảm cân rõ rệt luôn. Trà của mình xài rất là hiệu quả và mình sẽ tiếp tục ủng hộ. Với thành phần chính là hoa sâm và đẳng sâm, kết hợp cùng hương phụ, bạch hoa, đào nhân và các loại thảo mộc nhiệt đới. Trà hoa sâm đất không chỉ có tác dụng thanh lọc, đào thải và loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể, mà còn có tác dụng điều chỉnh rối loạn chuyển hóa mỡ là nguyên nhân gây béo, đồng thời đốt cháy mỡ thừa bên trong cơ thể. Ngoài công dụng giảm cân, trà hoa sâm đất còn giúp giảm cholesterol, loại bỏ mỡ máu, giảm độc gan, mát gan, thanh nhiệt, bồi bổ khí huyết. Sản phẩm phù hợp với người béo phì, thừa cân, đã sử dụng nhiều sản phẩm nhưng không giảm, trẻ em trên 15 tuổi, phụ nữ sinh thường và sinh mổ sau 3 tháng có thể sử dụng trà. Không giống như các sản phẩm trà giảm cân khác, trà thảo mộc hoa sâm đất của công ty Zingy Hoàng được bào chế hoàn toàn theo phương thức thủ công truyền thống. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến các công đoạn sản xuất và đóng gói thành phẩm, mỗi sản phẩm trà hoa sâm đất đến tay khách hàng là cả một quá trình chắt chiêu những tinh hoa của tự nhiên. Sau quá trình phơi sấy, các nguyên liệu sẽ được sao vàng hạ thổ. Tiếp đến là công đoạn xay nhuyễn, trang mịn và trộn đều các thành phần theo một hàm lượng và công thức nhất định. Trước khi đóng gói thành phẩm và phân phối ra thị trường, các sản phẩm trà hoa sâm đất đều được test thử tại công ty, đồng thời được kiểm nghiệm vi sinh tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, kiểm nghiệm chất lượng tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, nhằm đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Sản phẩm còn được chứng nhận bởi Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, do đó khách hàng hoàn toàn an tâm khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm trà giảm cân hoa sâm đất của công ty Zingy chúng tôi. Cách sử dụng trà hoa sâm đất rất đơn giản. Bạn chỉ cần pha một gói trà với 200ml nước sôi, lắc nhẹ chờ trà tan rồi uống trước bữa sáng từ 30 đến 45 phút. Trong thời gian sử dụng trà hoa sâm đất, bạn không cần phải ăn kiêng hay tập luyện mà vẫn đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn. Với tác dụng giảm cân ưu việt, không tác dụng phụ, an toàn cho sức khỏe, sản phẩm trà thảo mộc hoa sâm đất đã được người tiêu dùng bình chọn là top 10 sản phẩm dịch vụ uy tín an toàn chất lượng năm 2016, cùng danh hiệu doanh nhân tâm tài cho lãnh đạo doanh nghiệp. Đây không chỉ là minh chứng mà còn là động lực để công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Zingy Hoàng tiếp tục phát triển và cung cấp ra thị trường các sản phẩm có chất lượng vượt trội để việc giảm cân không còn là vấn đề quá khó. Trà thảo mộc giảm cân, hoa sâm đất, da đẹp, dáng thon.